họ đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Goal! Đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Bình Dương. Người lập công đó chính là Tăng Tuấn. Ở mùa giải năm nay, mặc dù đã mất đi suất chính thức, nhưng Tăng Tuấn vẫn luôn thi đấu hết sức nỗ lực. Và khi được trao cơ hội thì anh đã thể hiện được cái duyên của mình bằng việc làm rung mạnh lưới của Sông Lam Nghệ An. Niềm vui của các cổ động viên BKB Bình Dương. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Tăng Tuấn ở mùa giải năm nay dành cho đội chủ sân Gò Đậu. Một sai lầm chết người nơi hàng phòng ngự bên phía các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã khiến cho họ phải trả giá. Việc lui về không kịp. Vừa rồi thì Đình Hoàng